ân chư Phật chúc phần báo ân. Nam mô Lăng Nghiêm hồi thương Phật Bồ Tát, cung thỉnh Thế Tôn lại chứng minh. Đời năm trước con xin vào trước, một chúng sanh quá Phật chưa thành, con nguyện công chứng toàn thể đạo tràng cùng chúng tôi chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, kính thưa quý sư cô, thưa cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện. Hôm nay là ngày 26 tháng 3 âm lịch năm Quý Tỵ. Chúng ta có đủ duyên lành được gặp nhau tại chùa Long Hương để chúng ta tiếp tục học bản kinh Lăng Nghiêm. Thì kỳ rồi chúng ta đã học được một phần đầu của chương 2 nương ở chỗ ngộ và viên tu, và mục 1 là nêu ra căn để chỉ chỗ mê. Và hôm nay chúng ta sẽ học cái mục thứ 2 là cột khăn để chỉ cái đầu gút sinh tử. Đoạn 1 thuật chỗ tỏ ngộ. Lúc bấy giờ, ông A Nan và đại chúng được nghe lời từ bi chỉ dạy của Đức Phật, kệ tụng tinh túy diệu lý trong suốt, mắt tâm tỏ sáng đồng tán thán là pháp chưa từng có. Cầu Phật khai thị thứ lớp mở gúc. Ông A Nan chắp tay đảnh lễ và bạch Phật rằng: nay con được nghe Phật vì lòng từ bi vô giá dạy cho những pháp cứu chân thật thanh tịnh diệu thường, nhưng tâm còn chưa rõ thứ lớp mở gút cho đến nghĩa 6 gút mở, 1 gút cũng không còn. Cuối mong Phật mở lòng đại bi thương xót trong hội này, và vì chúng sinh trong tương lai bố thí pháp âm để rửa sạch những cấu nhiễm trầm trọng của chúng con. Cột gút cho xem và cạn hỏi đầu gút. Liền khi ấy Đức Như Lai nơi tòa sư tử sửa áo niết bàn tăng và vén áo tăng và lê, vịnh chiếc ghế thất bảo, đưa tay lấy cái khăn hoa rơi nơi chiếc ghế của trời kiếp Ba La dân cúng, đối trước đại chúng cột thành một gút, đưa cho A Nan xem và hỏi rằng cái này gọi là gì? Ông A Nan và đại chúng đều bạch Phật, cái này gọi là cái gút. Khi ấy Đức Như Lai cột cái khăn điệp hoa thành một gút nữa, lại hỏi ông A Nan cái này gọi là gì? Ông A Nan và đại chúng đều bạch Phật, cái này cũng gọi là gút. Như thế theo thứ lớp Phật cột cái khăn điệp hoa thành 6 gút. Mỗi một gút khi cột xong đều lấy gút vừa cột trong tay đưa hỏi A Nan cái này gọi là gì? Ông A Nan và đại chúng cũng lại theo thứ lớp đáp lời Phật hỏi cái này gọi là gút. Phật bảo ông A Nan, khi tôi mới cột cái gút khăn thì ông gọi là cái gút. Cái khăn hoa này trước nó chỉ có một cái, cớ sau lần thứ hai, lần thứ ba ông cũng gọi là gút. Ông A Nan bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, cái khăn lụa thiêu dệt quý báu này tuy vốn là một thể, nhưng theo ý con suy nghĩ, Đức Như Lai cột một lần thì được gọi tên là một gút. Nếu cột 100 lần thì gọi là 100 gút. Huống chi khăn này chỉ có 6 gút, không nên đến 7 và không đứng ở số 5. Cớ sao Đức Như Lai chỉ cho cái đầu gút mà còn cái thứ hai, thứ ba thì không gọi là gút. Phật bảo A Nan, cái khăn hoa báo này không nên biết nó vốn chỉ có một cái, chỉ tôi cột 6 lần thì ông gọi là 6 gút. Ông nên xem xét cho chính chắn, thể của cái khăn này là đồng, nhân nơi cái gút mà có khác. Ý ông nghĩ sao, khi tôi cột gút ban đầu thì gọi là gút thứ nhất, như thế cho đến cột lần thứ 6 thì gọi là gút thứ 6. Nay tôi muốn gọi gút thứ 6 này là thứ nhất có được chăng? Bạch Thế Tôn, không vậy. Còn nếu là 6 thì gọi là thứ 6 rốt cuộc, không phải là rút thứ nhất. Dầu cho cố gắng biện bạch suốt đời cũng không thể làm cho 6 gút đổi tên được. Phật dạy đúng thế, 6 gút không đồng nhau. Tuy xét về bản nhân vẫn do một cái khăn tạo ra, nhưng rốt cuộc không thể làm cho 6 gút 6 trộn lẫn nhau. 6 căn của ông cũng lại như vậy, trong thể rốt ráo đồng lại sinh ra rốt ráo khác. Ở đây bắt đầu A Nan gạn hỏi Đức Phật. Sau khi mà học cái đoạn trước là Đức Phật chỉ thức A Đà Na, rồi nói tới những cái cách công phu tu chứng, nói tới bảo giác Kim Cang Vương thì kỳ rồi chúng ta đã học rồi. Thì đến giờ phút này sau khi nghe giảng xong á, A Nan cũng đã thấu hiểu được cái thức A Đà Na là cái gì, cái bảo giác Kim Cang Vương là cái gì rồi. Nhưng tuy rằng đã nhận ra được cái bảo giác Kim Cang Vương, tức là nhận được cái chỗ bất sinh bất diệt rồi, thì A Nan lại có một cái thắc mắc là khi mà đã nghe Đức Phật giảng những cái điều vi diệu đó rồi đó, thì bây giờ ở nơi con vẫn còn hiện hữu lục căn này. Điều này là cái điều không thể chối bỏ được. Tuy như vậy xin Đức Phật chỉ cho con làm sao mà tháo được cái lục căn này ra, tức là nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình. Bây giờ không có cái lúc nào mà nơi 6 căn này không đối diện với 6 trần. Và khi đối diện với 6 trần thì làm sao để được thoát ra? Đó là vấn đề mà A Nan đặt ra với Đức Phật. Như vậy là Đức Phật mới cầm cái khăn, Đức Phật đưa A Nan, Đức Phật cột rút, đưa A Nan hỏi là cái gì? Nó rút, tức là cái chỗ bắt đầu nó cột trói lại, nó thành thắt, thành gút. Như vậy là Đức Phật cột 6 lần để biểu thị cho 6 căn của chúng ta. Thì 6 căn của chúng ta bây giờ, ở đây nếu ai là cái người mà đã có công phu tu hành và có sự thao thức trong công phu á, thì chúng ta mới thấy là căn trần là chỗ hết sức quan trọng của bất kỳ cái người tu nào. Nếu như bây giờ mà căn trần chúng ta chỉ cần một chiếu lầm lẫn thôi là chúng ta đã bị rút rồi, và cứ thấy là bị rút mắt, thấy là bị vướng, nghe là bị vướng, ngửi là bị vướng, nếm là bị vướng, xúc chạm là bị vướng, suy nghĩ là bị vướng. Thì như vậy là trong 6 cái rút này không có lúc nào mà chúng ta được thoát cả. Đây là sự thật, tất cả những người tu chúng ta phải biết. Thì cái người tu, nếu mà chúng ta thấy được cái điều này, nó trở thành một cái gì hết sức hệ trọng cho cuộc đời của mình đó, thì chúng ta bắt đầu phải hết sức là tỉnh táo. Và nhất là đoạn văn này, nếu ai mà học cái đoạn kinh này mà nhận ra được cái cách tháo gút thì xem như chúng ta là người tự tại giải thoát trong trần gian này liền. Đây là cái đoạn hết sức quan trọng. Mặc dù ở đây Đức Phật chỉ mới có màu đầu là Đức Phật giới thiệu, Đức Phật ví dụ cái khăn để cho thấy rằng tất cả chúng ta ở đây, tất cả cái hội chúng trong cái thời Đức Phật cũng như tất cả chúng sanh cho tới bây giờ như mình ở đây, thì khi đã mang thân thì sẽ có đầy đủ lục căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này không lúc nào chúng ta không dính. Ở đây có ai mà nhìn cái được thoát chưa? Có ai nghe được âm thanh được giải thoát chưa? Ở đây có ai có khả năng đó không? Bây giờ chúng ta thấy hình sắc thì làm sao chúng ta thoát ra được? Nghe âm thanh làm sao chúng ta thoát ra được? Đây là vấn đề. Còn nếu như bây giờ mình vẫn thấy hình sắc mà mình không có cách để mình thoát, mình nghe âm thanh mà mình không có cách để mình thoát, tức là mình bị trói cột tiếp tục trong sinh tử luân hồi chứ mình không có nói ra. Làm sao mà căn trần chạm nhau, chúng ta tự tại thực sự trong mọi tình huống, thì lúc đó chúng ta mới được người gọi là người giải thoát hoàn toàn. Thành ra ở đây Đức Phật ví dụ cái chỗ căn bản tu hành của tất cả chúng ta. Và tất cả những người tu nếu đã bắt đầu tu theo đạo Phật, chúng ta có cái sự thao thức sinh tử, thao thức để thoát ly sinh tử luân hồi này, thì chúng ta phải nhắm vào nơi lục căn để tu tập. Tại vì không có lúc nào mà mắt chúng ta không thấy. Nếu mở mắt ra là bắt đầu chúng ta thấy duyên cảnh. Và từ cái chỗ cạn cho tới cái chỗ sâu, sự vướng mắc, cái chỗ thô cho tới tế của nó, chúng ta phải thấy một cách tương tận, để rồi chúng ta vừa có mở mắt ra là đã thấy dính rồi. Bây giờ làm sao chúng ta thoát được đây? Đây là vấn đề. Nếu chúng ta tu mà căn trần không thoát được thì coi như cuộc đời tu chúng ta bị bít lấp. Chỗ này mà mình không thông thì đừng có nói mình có thể tu được cái gì trong đạo Phật cả. Và căn trần không thoát ra được thì không thể nói tới cái chỗ chuyên sâu được. Mặc dù ở đây, ở cái đoạn trước, Ngài A Nan cũng đã được Đức Phật chỉ cho cái bảo giác Kim Cang Vương rồi, cái chỗ mà bất động của tất cả chúng ta, cái chỗ mà bất nhiễm của tất cả chúng ta, thì Đức Phật cũng đã chỉ rất rõ rồi. Nhưng mà tại sao ở đây A Nan lại muốn Đức Phật chỉ cho cái cách thao gốc? Vì đây là cái điều trọng yếu tất cả những người tu. Người đi theo đạo Phật, nếu là cái người mà học hiểu một cách chân chánh đó, khi mà họ đã thiết tha tu hành rồi thì họ cũng thấy rõ rằng là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mình không lúc nào không dính trần cảnh. Ai mà tu theo đạo Phật chưa ý thức được điều này thì xem người đó chưa phải là người chuyên môn. Nếu mà đi vào con đường chuyên môn mà không thấy rõ sự vướng mắc nơi căn trần của mình thì người đó không biết công phu cái gì và không biết thoát đi đâu. Chúng tôi nhớ là ngày xưa có vị thiền sư, hình như là Quốc sư Huệ Trung, ở cái thời nhà Đường đó, thì có người đặt câu hỏi với Ngài là thế nào là giải thoát. Ngài trả lời một câu là căn trần không dính nhau là giải thoát. Vì vậy là cái việc giải thoát sinh tử là cái chuyện của căn trần từng khoảnh khắc một, mình không có dính nhau. Thì người nào mà trong cái đời sống hiện tại này mà căn và trần không dính nhau thì người đó được xem là người giải thoát. Tức là căn là mắt của mình, phải không? Nhãn căn thì nhìn thấy cái sắc trần mà mình không dính. Nhĩ căn mình nghe âm thanh, thanh trần mình không dính. Rồi tỷ căn tức là lỗ mũi mình nghe cái mùi hương mà mình không dính. Lưỡi mình nếm vị mình không dính. Cái thân mình xúc chạm mình không dính. Và cái ý duyên với sắc trần mình không còn dính nữa. Thì người đó là cái người hoàn toàn tự tại giải thoát. Không, thì như vậy là chúng ta có thân nhưng mà không dính mắc nơi căn trần. Mà người nào được thoát khỏi căn trần thì người đó mới được gọi là người giải thoát. Chứ còn nếu mà căn trần còn một chút nào vướng bận thì chúng ta rất là khó. Ở đây ví dụ như bây giờ Đức Phật cột cái gốc đầu tiên. Ví dụ như cái rút đầu tiên là con mắt nhìn sắc trần. Khi chúng ta đã có mắt là chúng ta bắt đầu vướng rồi. Thật ra trong thập nhị nhân duyên á, thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc và danh sắc duyên lục nhập. Tức là chúng ta bắt đầu có danh sắc, tức là có cái thân này và có cái tâm rồi, có đầy đủ thân tâm. Thì khi mà chúng ta có đầy đủ thân tâm rồi thì chúng ta có đầy đủ cái lục nhập. Thì cái lục nhập bắt đầu có cái xúc, tức là mắt chúng ta xúc chạm với hình sắc, tay chúng ta xúc chạm với âm thanh. Xúc rồi chúng ta có cái thọ, có cái khổ, cái vui. Thọ rồi có cái ái, rồi có cái hữu, có thủ, tức là đã có duyên để sinh tử tiếp nối. Thì vậy là muốn thoát ly sinh tử thì phải tháo cho được cái gốc của sáu căn này. Đó là cái ý của Đức Phật như vậy. Nhưng mà trong đoạn này á, Đức Phật hỏi qua hỏi về với A Nan, Đức Phật muốn nói đến cái điều là gì? Tức là xét về cái bản nhân vẫn là một cái khăn thôi, nhưng mà tạo ra sáu cái rút. Thì sáu cái rút đó có thể nói là một được hay là không. Ví dụ như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, chúng ta nói một hay là khác. Tuy rằng nó một thân của mình, đúng không? Nhưng mà một thân của mình nó có mắt, thân mình có lỗ tai. Thì với cái so sánh phân biệt bình thường thì chúng ta thấy rõ ràng là con mắt không phải là lỗ tai, đúng không? Thật ra nói mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là một thì A Nan không chấp nhận. A Nan nói thưa Thế Tôn không thể được như vậy. Một cũng không thể là sáu. Tức là một căn này, mắt thì nó chỉ thấy hình sắc thôi chứ nó không nghe được âm thanh. Lỗ tai thì chỉ nghe âm thanh thôi chứ không thấy hình sắc. Lỗ tai không ngửi được mùi, lỗ tai cũng không nếm được vị. Vì vậy là tuy nó có một cái gì nó đồng xuất phát từ nơi thân mình, xuất phát từ nơi đồng một cái bản tâm của mình, nhưng mà thực sự cái sự sai biệt nơi lục căn là không thể nào hòa trộn lại được. Căn nào ra căn đó, và mỗi một căn nó đều có một cái chức năng khác nhau. Giống như bây giờ điện, đúng không? Khi mà điện ra cái micro đó, từ nó qua hệ thống âm thanh nó phát ra âm thanh, chứ nó không thành ánh sáng được. Đèn á, thì nó phát ra ánh sáng chứ nó không thành âm thanh được, đúng không? Cái đèn nó chỉ làm sáng thôi chứ nó không làm cái quạt thành mát được. Đó, thì như vậy là cũng là điện, nhưng mà khi nó ra cái đèn thì nó sáng, khi nó ra cái quạt thì nó quay, khi nó ra cái micro thì nó tạo thành âm thanh. Vì vậy là chúng ta không có thể lấy cái đèn để thay thế cái micro được. Chúng ta không thể lấy cái đèn để thay thế cái quạt được. Thì nơi mình cũng có cả như vậy. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói là nó thì nó đồng một thể, không thể nào xáo trộn được. Thì sáu căn của mình cũng lại như vậy. Trong cái thể của nó thì rốt ráo nó là đồng. Vì vậy là một người tu, chúng ta phải nhận được cái đồng trong cái thể và sinh ra sáu cái dụng này. Nhưng mà ở đoạn trước á, thì Đức Phật đã nói về cái thể rồi. Trong những cái đoạn mà chúng ta học vừa qua, từ cái lúc mà Đức Phật đã thu thất đại, rồi một số những cái đoạn mà chúng ta đã vừa học, thì Đức Phật cũng chỉ cho chúng ta là cái thể đó rồi. Giống như bây giờ điện nó chỉ là điện thôi, nhưng mà điện ra cái quạt là quay, ra cái đèn là sáng, phải không? Ra micro là tạo thành âm thanh. Nhưng nó cũng chỉ là điện, không có khác nhau. Thì như vậy vấn đề từ trước đến giờ là những bài giảng trước là Đức Phật chỉ cho chúng ta nhận được cái nguồn điện đó, cũng như chỉ cho mình nhận được cái thể đó. Nhưng bây giờ mình nhận được cái thể đó rồi á, mà mình thấy vẫn còn căn và trần dính nhau, thì như vậy là chúng ta chưa phải là người triệt để nhận được cái thể này. Khi mà người triệt để nhận được cái thanh tịnh sáng suốt của chính mình rồi, thì phút chốc đó căn trần không còn sai biệt nhau, sáu căn không có còn khác nhau, thể dụng không còn khác nhau nữa, thì người đó không còn nói tới cái chuyện dướng mắt, giải thoát hoặc là trói buộc ở đây. Nhưng ở đây Ngài A Nan về phương tiện cho những người không đủ cái khả năng để thừa đương cái bảo giác kịp quyền trước, không đủ khả năng để thể nhận cái thể tánh thanh tịnh của chính mình. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta đi vào con đường tháo gút của căn trần. Để chi? Để khi mà chúng ta đã tự tại được căn trần rồi thì trí tuệ chúng ta có khả năng tỏa sáng để chúng ta nhận lại được tự tánh. Nhưng chúng ta phải thấy rằng á, nó có một cái điều nó kỳ lạ. Nếu mà chúng ta ngồi, chúng ta nghiệm thấy á, là ở nơi mắt mình cũng có một cái để chúng ta nhận hình sắc. Cũng là cái thân này mà lỗ khác nhau, tức là mỗi cái nó đều có chức năng khác nhau. Bây giờ mình muốn trộn cũng được, phải không? Nó khi mà nó, ví dụ như là cái cơ thể của chúng ta thôi, thì trên đầu chúng ta lại mọc tóc, nhưng mà cái tay nó lại không mọc, phải không? Cái đầu ngón tay thì lại mọc móng, nhưng mà chỗ khác tại sao không mọc móng đi? Nó có những cái như vậy để chúng ta phải thấy rằng mỗi một cái nơi, mỗi một vị trí nó đều có một cái chức năng riêng của chính nó. Thì khi mà cái căn, khi mà hình thành một con người á, một cách trọn vẹn á, giống như mà chúng ta có đọc cái bộ truyện mà Tiếu Ngạo Giang Hồ á, chúng ta thấy Kim Dung mà diễn tả khi mà hình thành cái bát thức tâm dương của mình á, cũng hình thành từ từ, nhưng mà cái đầu cũng là lục căn. Tức là nghĩa là sau khi mà Lệnh Hồ Xung đã bị Nhạc Bất Quần bắt lên trên đó là núi sám hối, để sám hối vì một số lỗi lầm của mình, thì trên đường Nhạc Bất Quần đi ở Lệnh Hồ Xung đi xuống á, tức là cái chuyện mà xáo trộn ở cái lãnh địa của Nhạc Bất Quần, thì lúc đó Lệnh Hồ Xung đi xuống và cũng phụ giúp với sư phụ mình, cuối cùng bị trọng thương. Thì cái chuyện đầu tiên là đào cốc lục, đào cốc lục tiên, người ta gọi là cái từ khác là đào cốc lọc cọc đó. Sáu cái ông này bắt đầu truyền sáu luồng chân khí vô người của Lệnh Hồ Xung. Đây là cái chỗ mà từ đầu cho tới giờ phút này thì Lệnh Hồ Xung bắt đầu mới diễn tả một con người bắt đầu được hình thành một cách trọn vẹn, là người đó có đầy đủ lục căn cái nè, tức là sáu luồng chân khí đầu tiên. Và sau sáu luồng chân khí đầu tiên này, nó trấn áp được cái vết thương của Lệnh Hồ Xung. Như vậy là có lúc á, là Lệnh Hồ Xung bớt đau nhưng có lúc á, thì cũng chính sáu luồng chân khí là nó quýnh nhau mắt chúng ta thấy chúng ta cũng đau khổ ở mắt, tai chúng ta nghe âm thanh chúng ta cũng đau khổ âm thanh, tức là sáu luồng chân khí này cũng tiếp tục hoành hành Lệnh Hồ Xung. Có lúc thì được yên, có lúc thì không được yên. Tức là Kim Dung diễn tả một con người khi đã hình thành có đầy đủ lục căn rồi thì người đó cũng không có sung sướng gì. Vì vậy là sáu luồng chân khí này có khi nó cũng đè được cái vết thương nặng nề của Lệnh Hồ Xung, nhưng có khi nó cũng không khống chế nổi. Vì vậy là Lệnh Hồ Xung tiếp tục gặp mỗi người kế tiếp, tức là Bắc Giới Hòa Thượng, là cha của Nghi Lâm. Thì ông này á, trước kia cũng giao du với Lệnh Hồ Xung, và sau đó là cũng biết Lệnh Hồ Xung đó là người ơn cứu gái mình, cho nên thấy Lệnh Hồ Xung bị đau khổ vật vã quá, chịu không nổi. Mà khi chịu không nổi rồi thì ông phải dùng một luồng chân khí thứ bảy, ông truyền vô người của Lệnh Hồ Xung, tức là cái tớp thức thứ bảy là gì? Là Mạt Na Thức. Thức thứ bảy của mình là Mạt Na Thức, chỗ khác gọi là ý căn của mình. Tức là cái chỗ này là cái chỗ mà nếu chúng ta học Duy Thức thì đây là cái chỗ mà tinh tế để dựng lập ngã chấp của chúng ta. Thì luồng chân khí này khi nó ra, nó trấn áp được sáu luồng chân khí kia, cũng làm cho Lệnh Hồ Xung giảm đau được một chút giảm đau được một chút, như sau rồi nó hoành hành trở lại. Thì Lệnh Hồ Xung cũng đau khổ với bảy luồng chân khí này và đau khổ vết thương của mình. Trên giang hồ mà Lệnh Hồ Xung đi trên cái đường mà cùng với Nhạc Bất Quần đi về quê của Nhạc Bất Quần á, thì rất là nhiều mà những cái danh nhân danh sĩ trong giang hồ tới là cho Lệnh Hồ Xung rượu đã ngâm thuốc nhân sâm ngàn năm, cho tất cả những thuốc quý, nhưng Lệnh Hồ Xung uống đều không giải quyết được bảy luồng chân khí này, và cũng không giải quyết được cái trọng thương của mình hồi trước. Cho tới cuối cùng, khi mà Lệnh Hồ Xung chuẩn bị đi về tới một cái trận mà Thư Hùng ở Trung Nguyên rồi, thì Lệnh Hồ Xung vì có tình cảm với Doanh Danh, cho nên khi nghe lệnh Nhậm Ngã Hành, tức là cha của Quanh Quanh, bị nhốt với hầm sâu á, Lệnh Hồ Xung tấn công vô để cứu Nhậm Ngã Hành. Mà Nhậm Ngã Hành này á là một người giáo chủ mà giáo, mà rất là độc ác. Ông có một cái thần công gọi là hấp tinh đại pháp hấp tinh đại pháp. Nhưng mà nếu mình luyện theo chiều thuận á thì không có gì, nhưng mà ổng sợ là khi ổng đã bị bắt nhốt với hầm sâu đó đó, thì ổng dùng cái thần lực ổng để ổng vẽ cái thần công đó mà ngược. Cho nên nếu mà ai phát hiện mà luyện thần công này thì cũng bị tẩu quả nhập ma mà chết. Thì sau khi mà Lệnh Hồ Xung vào cứu ổng rồi thì ổng nhờ thần lực của Lệnh Hồ Xung, ổng ra khỏi được cái hầm sắt đó rồi là ổng phá cửa lại nhốt Lệnh Hồ Xung trong đó. Lệnh Hồ Xung nhà ta thì cũng buồn, nằm đó ngày này qua ngày kia không biết đường ra, không biết làm gì, thì cứ mò với hầm thì mò đụng những cái gọi là tâm pháp để luyện thần công hấp tinh đại pháp này. Cái thần công này rất là kỳ diệu. Là ví dụ như mình đang đứng như này, người ta lén lén ta đánh sau lưng thì người đó cũng bị hút hết trần khí, hút hết thần công. Nghĩa là đánh từ hướng nào thì cũng bị hút vào hết đó. Đây là cái chuyện mà dễ sợ nhất của thần công hấp tinh đại pháp. Thì theo Kim Dung giảng tả là thần công này khủng khiếp. Ví dụ như bây giờ 1000 người mà đánh mình chỉ đừng đưa tay thôi thì 1000 người đó mất hết công lực, bị mình hấp thu hết hoàn toàn công lực đó. Thì đó là một cái cách diễn tả về duy thức học rất tuyệt diệu của Kim Dung. Như vậy là lúc đó Lệnh Hồ Xung buồn quá rồi cứ mò lại cái tâm pháp này, cái thấy dễ dễ thì luyện. Anh Lệnh Hồ Xung mình có một cái là vô tư, cái gì rắc rối thôi dẹp. Cái gì dễ dễ thì làm. Cuối cùng anh mò tới mò lui là thành công cái thần công hấp tinh đại pháp này. Và chỉ cái ông một cái nhúng tay và giận thần công nữa, tung luôn nguyên cái hầm sắt đó Lệnh Hồ Xung ra ngoài. Và thì như vậy là mỗi một lần xảy ra chuyện thì Lệnh Hồ Xung sẽ sử dụng cái thần công này đè ép được 7 cái luồng chân khí kia. Nhưng mà rồi cuối cùng cũng không giải quyết được. Thì như vậy là nơi người của Lệnh Hồ Xung có đầy đủ 8 luồng chân khí. 8 luồng chân khí này là Bát Thức Tâm Vương, nếu chúng ta có học duy thức học. Thì cái hấp tinh đại pháp, cái thần công thứ 8 này là gì? Là A Lại Gia Thức. Như vậy là khi một con người hoàn thiện thì có phải có đầy đủ Bát Thức Tâm Vương mới thành một con người. Chứ lục căn kia thì chưa đủ. Lục căn thì chỉ có là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân căn, hoặc là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức thôi, tức là 6 thức thôi. Vì vậy là phải thức thứ 7 là Mạt Na Thức và thức thứ 8 là A Lại Gia Thức thì mới có đủ cái chuẩn để có thể hình thành một con người hoàn thiện. Thì khi mà đã có một con người như chúng ta bây giờ, phải không? Thì chúng ta cũng đang sử dụng cái gì? Hấp tinh đại pháp. Lúc nào chúng ta cũng sử dụng hấp tinh đại pháp là làm sao? Mắt chúng ta thấy là dính sắc, phải không? Tai nghe tiếng là dính tiếng, mũi ngửi mùi là dính mùi. Có nghĩa là lục căn chúng ta tiếp xúc lục trần là chúng ta sẽ hấp thu trọn vẹn lục trần. Chúng ta không bỏ miếng nào hết, gọi là hấp tinh đại pháp. Chúng ta đâu có bỏ miếng nào đâu. Thế nên là căn trần mình bây giờ mình thấy rồi coi làm sao? Mình thấy là dính hình sắc, mình nghe là dính âm thanh, mình ngửi là dính mùi, mình nếm là dính vị. Thì vậy là trong tất cả mọi thời mọi lúc âm thanh tới rồi, cái kiểu mà chuẩn bị để thấy hoặc là chuẩn bị để nghe, không chuẩn bị để thấy, không chuẩn bị để nghe đều bị mình hấp thụ hết. Thì vậy là lúc nào con người chúng ta cũng sử dụng thần công hấp tinh đại pháp. Sử dụng thần công thứ 8. Thì vậy là ví dụ như bây giờ chúng ta thấy một người này thì mình biết người đó là tên A. Thì vừa biết tên A rồi là chúng ta chỉnh rồi. Nó trở thành một cái chủng tử trong cái nghiệp thức của mình, rất vào trong A Lại Gia Thức. Và mỗi ngày nào đó chừng một vài năm sau mình gặp lại người này thì tự động cái Mạt Na Thức nó bắt đầu nó xách cái chủng tử nghiệp thức cũ ra, phải không? Nó làm lẹ lắm, mình nói vậy chứ thật sự nó rất là lẹ. Trong một chớp mắt thôi là nó môi ở trong A Lại Gia Thức mình ra. Anh này tên A nè, bữa đó mình gặp ảnh, ảnh nói một câu gì nè, và câu đó làm cho mình vui hoặc mình buồn, nó làm một cái rẹt. Cái là thức thứ 6 phân biệt, đó là anh A. Bắt đầu mới lại gật đầu chào anh Nguyễn Giang A, ví dụ vậy. Thì vậy là khi mà mắt chúng ta thấy một hình sắc, tai chúng ta nghe một âm thanh là chúng ta đã quân thành một chủng tử. Và cái chủng tử đó khi gặp một cái viên cảnh nó tương ưng, nó sẽ khởi thành cái hiện hạnh. Và khi khởi thành hiện hạnh rồi tiếp tục quân chủng tử mới. Có nghĩa là khi mình gặp anh Nguyễn Lân A, mình chào hỏi ảnh rồi thì ảnh hỏi thăm sức khỏe mình và ảnh nói một vài câu. Thì tất cả những cái câu nói mà mình nói với ảnh hoặc ảnh nói chuyện với mình thì tiếp tục trở thành chủng tử mới, đưa vào A Lại Gia Thức, tức là bị hấp tinh đại pháp đưa sâu vô, tạo thành nội lực. Tạo thành nội lực của mình, nội lực sinh tử của mình. Tức là sinh tử mình dày thêm được một chút. Tức là càng sử dụng hấp tinh đại pháp nhiều chừng nào thì việc sinh tử càng dày thêm chừng đó. Tức là thêm chủng tử nghiệp thức, thêm những cái chủng tử sinh tử luân hồi cho chính mình. Như vậy ở đây Đức Phật nói là ở nơi sáu căn ban đầu, tức là sáu luồng chân khí ban đầu của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung là một nhân vật được là Kim Dung diễn tả thôi, nhưng mà đó là Lệnh Hồ Xung muốn nói đi cái kiếp của một con người. Và khi hai phái thiện ác gặp nhau, quý vị thấy một điều rất đặc biệt. Cái nhìn của Kim Dung rất là siêu xuất, phải nói như vậy, về Phật đạo. Cho nên khi mà hai phe chánh phái và tà phái chuẩn bị đánh nhau, tức là sau khi mà Lệnh Hồ Xung ra khỏi đường hầm rồi, Nhậm Ngã Hành cũng ra khỏi đường hầm rồi, thì Nhậm Ngã Hành bắt đầu tính cái chuyện đánh lên Trung Nguyên để chiếm Thiếu Lâm Tự vân vân, để làm giáo chủ luôn, làm minh chủ Võ Lâm. Và trong cái giai đoạn mà Nhậm Ngã Hành tính toán tất cả những cái việc để đánh là giả thua, rồi có một cái ghế để cho minh chủ ngồi, và trong cái ghế minh chủ ngồi là để một số bom nổ trong đó, để khi mà mọi người đánh thắng rồi mà phóng lên ngồi cái ghế minh chủ Võ Lâm thì cái bom nó sẽ nổ, người đó chết chứ không cần phải ra tay. Trong những cái kế hoạch tính toán rất chi ly của Nhậm Ngã Hành, xong ông cảm thấy ông thích quá, cái ông cười khạch khạch mấy câu ông chết. Thì lúc đó Nhậm Ngã Hành chết. Tại vì á, trong thế giới này không thể có hai người có thần công hấp tinh đại pháp được, chỉ có một người tồn tại thôi. Tức là mỗi một con người thì chỉ có một A Lại Gia Thức thôi, không thể có A Lại Gia Thức thứ hai. Cho nên Nhậm Ngã Hành buộc phải chết trong cái tính toán ác độc của mình, vì Nhậm Ngã Hành chết. Thì vậy là cái chuyện đó bên ma giáo hoàn toàn biết những chuyện này, nhưng mà bên chánh giáo á, bên Thiếu Lâm Tự cũng như là Võ Đăng đồ á, thì thấy hai bên dàn trận chuẩn bị đánh nhau rất là lớn, thì bên kia cũng lo lắng và chuẩn bị những cái trận đánh nhau kịch liệt. Thì lúc đó Lệnh Hồ Xung nhà ta bị tám luồng chân khí này quậy cho đến quằn quại không đi đứng được, thì Doanh mới cõng Lệnh Hồ Xung chạy lên Thiếu Lâm Tự. Thì bên Thiếu Lâm Tự mà thấy một đứa con của ma giáo chạy lên thì mừng lắm, bắt nhỏ này khống chế cái là có thể đánh được ma giáo rồi. Doanh sẵn sàng cho bị khống chế với điều kiện là phải cứu được Lệnh Hồ Xung. Thì quý sư trong Thiếu Lâm Tự chấp nhận điều này, sau nhiều lần lại lục năn nỉ của Doanh thì chấp nhận cứu Lệnh Hồ Xung. Và Lệnh Hồ Xung á thì có ơn với sư tổ của mình, trong cái lúc mà bị nhốt ở núi Sám Hối á, thì sư phụ của sư tổ của Lệnh Hồ Xung, tức là sư phụ của Nhạc Bất Quần á, còn sống ẩn tu ở trong núi đó. Rồi trong cái lúc mà đang sám hối đó, thì vào đi ra trong hang núi, thì sư tổ bắt đầu mới dạy thần công cho Lệnh Hồ Xung. Trong lúc đó, trong lúc mà Lệnh Hồ Xung còn ở trong núi sám hối, thì ông đại đạo hái qua gặp Lệnh Hồ Xung trên núi sám hối đó. Hai người không bất đồng ý kiến với nhau, đánh lộn. Thì mỗi lần đánh thì Lệnh Hồ Xung đánh không lợi đại đạo qua, mới bắt đầu mới chạy vô trong hang núi. Chạy vô hang núi thì sư tổ mới dạy một thế thần công ra đánh lại thì thắng, nhưng mà đánh hồi cũng thua, rồi chạy vô hang núi thì cứ chạy vào chạy ra chạy riết, thì được sư tổ truyền rất là nhiều cái thần công gọi là bí kíp của cái hệ phái của Nhạc Bất Quần. Và Lệnh Hồ Xung rất là mang ơn sư tổ của mình, muốn tìm cách nào đó đền ơn. Nhưng mà khi Doanh á cõng Lệnh Hồ Xung lên Thiếu Lâm Tự và yêu cầu Thiếu Lâm Tự trị cho hết bệnh của Lệnh Hồ Xung, thì Doanh sẵn sàng bị nhốt, bị cái gì đó thì cũng chịu, tức là chịu tất cả những cái sự hình hình bên quan hệ chánh phái này. Thì khi mà Lệnh Hồ Xung nghe nói điều đó, các sư Thiếu Lâm Tự đã chấp nhận và nhốt Doanh rồi, thì Lệnh Hồ Xung không chịu trị bệnh. Lệnh Hồ Xung không chịu trị, cự tuyệt tối đa. Thì lúc đó các vị sư Thiếu Lâm Tự nhớ biết được cái chuyện mà Lệnh Hồ Xung rất quý sư tổ của mình, thì các vị Thiếu Lâm Tự mới bàn bạc nhau và dựng lên một cái chuyện là sư tổ của mi đã chết, và trước khi sư tổ mi chết á, có truyền lại cho ta một khẩu quyết, và nói rằng khi gặp ngươi sẽ đọc khẩu quyết này cho ngươi nghe. Đây là cái tâm nguyện cuối cùng của sư tổ của ngươi, ngươi có chịu hay không? Lúc đó Lệnh Hồ Xung nghe nhớ tới sư tổ là bắt đầu vì cái ơn cũ cho nên chấp nhận. nghe khẩu quyết chấp nhận nghe khẩu quyết, chứ không phải là luyện thần công của Thiếu Lâm Tự. Tức là mấy vị sư Thiếu Lâm Tự phải giấu chuyện này. Như vậy là cuối cùng Lệnh Hồ Xung đã nghe đọc khẩu quyết Dịch Căn Kinh. Thì khi khẩu quyết Dịch Căn Kinh đọc tới đâu á, là Lệnh Hồ Xung nghe bắt đầu là nó tan biến, nó quá giải được mấy luồng chân khí đã có trong người của mình. Đọc tới đâu là tan biến tới đó, đọc tới đâu là tan biến tới đó, đọc tới đâu là tan biến tới đó. Thì cuối cùng đọc xong khẩu quyết Dịch Căn Kinh xong là Lệnh Hồ Xung thành công thần công Dịch Căn Kinh, quá giải toàn bộ 8 luồng chân khí này. Thì đây là cái chỗ đặc biệt mà Kim Dung muốn nói trong Phật đạo. Tức là cái cuộc đời này, khi người ta đã vướng dưới 6 căn, vướng mắc cái 6 trần rồi, hoặc là có đầy đủ 7 thức hoặc là 8 thức rồi, thì không có cái thuốc nào, không có thần công nào, không có cái phép màu nào có thể cứu thoát con người thoát ly sinh tử luân hồi, mà chỉ có Phật Pháp mà thôi. Đó gọi là cái thần công Dịch Căn Kinh, là một cái khẩu quyết mà giải quyết được 8 luồng chân khí. Có nghĩa là cái thần công trong Phật đạo của Thiếu Lâm Tự mới đủ sức quá giải 8 luồng chân khí này. Nghĩa là khi chúng ta dùng công mà đạt được cái cảnh giới cao ở trong Phật đạo, thì chính cái chỗ đó mới có thể làm cho chúng ta ra khỏi được Bát Thức Tâm Vương, được giải thoát sinh tử luân hồi. Và một điều đặc biệt, khi một người đã giải thoát sinh tử luân hồi rồi, thì người đó đã vượt ngoài thiện ác. Thì chính Lệnh Hồ Xung sau khi đã thành công thần công của Dịch Căn Kinh rồi, thì bên Chánh Phái bầu Lệnh Hồ Xung làm giáo chủ Minh Giáo. Và Lệnh Hồ Xung nói là một câu mà Kim Dung nói là: đối với ta thì không có thiện, không có ác. Cho nên khi lên làm giáo chủ Minh Giáo là không có một cái chiến tranh nào xảy ra, tức là không có một chuyện đấu đá giữa thiện và ác nữa. Khi một người thành công công phu của Phật đạo đến đỉnh điểm rồi thì không còn thiện và không còn ác. Cho nên cái chiến tranh ở Trung Nguyên được quá giải bởi Lệnh Hồ Xung. Tức là người đã đạt đến cái đỉnh điểm mà vượt thoát hai bên thì tự động quá giải được thiện ác của chính mình, và quá giải được cái thù hằn của hai phái ác và thiện từ xưa tới giờ đã gây dựng với nhau. Như vậy là kết thúc cái mẫu chuyện tiếu ngạo giang hồ là một kết cục rất tuyệt diệu, và đó là đỉnh cao của đạo Phật. Khi đạt tới cảnh giới mà vượt thoát sinh tử rồi thì người đó không còn vướng mắc hai bên nữa, không còn phải, không còn trái, không còn đúng, không còn sai, không còn thiện, không còn ác nữa. Thì chỉ có cái tâm đó, cái tâm vượt thoát hai bên đó mới quá giải được thôi. Rồi đó là cái bài mà chúng ta cần nên học. Thật ra cái chuyện Kim Dung á, nó không phải là một cái chuyện mà tiểu thuyết bình thường, mà cái đầu Kim Dung là một trong những người đã thấu được cái chiều sâu của Phật đạo, mới dựng lên cái bộ truyện đó, muốn nói lên cái ý vượt thoát hai bên của đạo Phật. Và ông khẳng định rằng con người đã đi vào sinh tử này rồi, thì muốn thoát ly sinh tử luân hồi phải dùng Phật đạo thôi, chứ không muốn dùng cái gì có thể thoát được. Trong khi ví dụ như giai đoạn đầu Lệnh Hồ Xung chỉ bị 6 luồng chân khí thôi, mà biết bao nhiêu trăm ngàn năm những cái đồ mà quý hiếm nhất trần gian này, cải lão hoàng sanh gì đó, người ta chết chỉ cần nhỏ 3 giọt vô có thể sống thôi, mà Lệnh Hồ Xung uống tới mấy lít vẫn bị đau khổ tiếp tục. Thật ra là khi mà đã có đầy đủ lục căn rồi là chuyện đau khổ phải xảy ra. Có Bát Thức Tâm Vương rồi, cái đau khổ này không có con đường để có thể hóa giải được, mà chỉ có nhờ tới Phật đạo mới có thể hóa giải được thôi. Đó là cái nhìn của Kim Dung. Đó, thì như vậy là chúng ta đi theo đạo Phật thì cái việc mà tháo cái rút của 6 căn cũng phải là cái việc chính để thoát ly khổ đau của chính mình trong kiếp người này. Thì ở đây Đức Phật muốn nói tới cái rút của chúng ta đã bị có rồi, chúng ta đã có 6 rút này rồi, thì buộc chúng ta phải tìm cách để tháo gỡ. Đó là ý mà Đức Phật muốn nói với A Nan trong đoạn trước. Phật bảo: A Nan, chắc hẳn ông không muốn thành ra 6 rút và trông mong chỉ thành một thể, lại làm sao được. Ông A Nan thưa, nếu còn những gút đó thì phải trái lăng xăng, trong đó tự sinh ra gút này, không phải rút kia không phải rút này. Giờ đây Đức Như Lai cởi bỏ tất cả không sinh rút nữa, thì không đây kia còn không gọi là một, làm sao mà thành 6 được. Phật dạy cái nghĩa cởi rút cả 6 rút một rút cũng không còn. Cũng lại như vậy, do tâm tính của ông cuồng loạn từ vô thỉ mà vọng phát sinh cái thấy biết. Vọng phát sinh không dừng thì làm cho tri kiến sinh bệnh mà phát sinh ra trần cảnh. Như trồng con mắt bị mỏi mệt thì thấy có hoa đốm lăng xăng. Tất cả những tướng thế gian, núi sông đại địa, sinh tử niết bàn vốn không nhân gì mà rối loạn khởi lên trong tướng sáng suốt yên lặng. Đều là những tướng hoa đốm điên đảo do bệnh mê lầm phát ra mà thôi. Cái đoạn này Đức Phật nói A Nan là chắc A Nan cũng là không muốn có sáo rút lộn xộn kia, mà chỉ trong mong chỉ gom lại thạnh thể rồi. Nhưng mà cái đó hoàn toàn không được, đã có sáu căn rồi để chuyện đó không thể được. Thì cho A Nan mới lý luận là nếu mà còn những rút đó đó thì phải trái lăng xăng, tức là còn có mắt thì thấy là cái này là đúng, cái kia là sai, nghe thì cái này hay, cái kia dở, vân vân, tức là còn phải, còn trái, còn đúng, còn sai. Nhưng mà trong đó cái sự tự sinh rút này không phải rút kia, rút kia không phải lúc này á. Thì bây giờ con cầu mong Đức Phật là gì? Cởi bỏ tất cả các rút để không còn rút nữa, thì sẽ không còn đây kia nữa, và không còn một cũng như không còn sáu rút. Tức là ý A Nan thấy được vấn đề. Không, bây giờ A Nan bắt đầu xoáy sâu vào vấn đề chính là bây giờ nếu mà còn rút tức là còn mắt thấy sắc, còn tai nghe tiếng, tức là còn căn trần khác nhau, còn các sáu căn khác nhau như vậy, thì phải trái nó liên tục sanh ra nơi tâm của con. Mà phải trái đúng sai hay dở, buồn thương giận ghét tiếp tục nó sanh hoài. Thì bây giờ cái điều mà con mong muốn là gì? Là muốn Đức Như Lai cởi bỏ giùm con sáu rút này, để không còn một và cũng không còn sáu rút nữa. Đó là ý ngài A Nan bắt đầu hỏi tiếp Đức Phật như vậy, cầu Đức Phật chỉ dạy. Thì Đức Phật nói là cái nghĩa cởi cả sáu rút đó, một cũng không còn, thì nó cũng giống như cái ý ông nói vậy. Nhưng mà do cái tâm tính của ông cuồng loạn từ vô thỉ mà vọng phát sinh cái thấy biết. Tức là bây giờ từ vô thỉ mình đã lầm. Từ cái lúc ban sơ chúng ta lầm thấy mình có mình ở đâu đó, một cái sự nhầm lẫn có bản ngã của mình, một cái ảo ngã được sanh ra nơi thân tâm này, chúng ta đã lầm lẫn từ đó rồi. Vì vậy là chúng ta lầm tiếp là có cái thân này là thật, và chúng ta tiếp tục lầm thấy có nhãn căn là thật, tức là có mắt là thật. Do đó nó mới sinh cái thấy biết. Và khi có cái thấy và chúng ta biết được hình sắc thì tiếp tục nó sẽ sinh vọng và sinh ra trần cảnh. Có mình là căn, có cảnh là trần. Thì Đức Phật ví dụ là sao? Nguyên thủy, nhưng mắt chúng ta bây giờ chúng ta nhìn ở phía trước thấy không có chuyện gì, đúng không? Nhưng bây giờ thử chúng ta lấy tay chúng ta ấn mắt, chúng ta thấy gì? Thấy có những cái đom đóm sao bên ngoài. Thì Đức Phật nói là con mắt ngươi bình thường là không có bệnh, nhưng mà do bị mỏi mệt, do bệnh hoạn gì đó, thì con mắt ngươi nhìn thấy có sao đom đóm ngoài hư không, thì đó là cái thấy bệnh. Thì như vậy là cái thấy qua đốm lăng xăng, cũng như tất cả các tướng thế gian, núi sông đại địa, sinh tử và niết bàn kia, nó vốn gì? Vốn không nhân, nhưng mà vì rối loạn thành ra có sinh tử và có niết bàn. Có nghĩa là cái thấy lầm từ vô thủy của mình mới sinh ra có căn trần. Và khi có căn trần rồi thì có lộn xộn lăng xăng, tức là đây là vấn đề mà chúng ta thấy từ trước đến giờ. Chúng ta bắt đầu đi sâu hơn chuyên môn một tí, đi sâu vào chuyên môn một tí để chúng ta thấy là sao. Từ trước giờ chúng ta hay nói tới cái chuyện căn dưới mắt với trần, tức là mắt thấy sắc mà chúng ta khởi niệm, tai nghe tiếng chúng ta bị động, thì vậy là gì? Là chúng ta đã vướng mắt rồi, đúng không? Đó là chúng ta vướng mắt rồi. Thì chúng ta thấy tất cả những người đã bắt đầu công phu chuyên môn với đạo Phật á, thì ai cũng thấy được điều này hết. Ai cũng thấy được điều này. Bây giờ bắt đầu chúng ta tu để làm sao mắt chúng ta thấy sắc, chúng ta không khởi niệm. Tai chúng ta nghe âm thanh, chúng ta không khởi niệm. Vậy là chúng ta đã thành công công phu của mình rồi, đúng không? Chúng thành công rồi gì nữa? Bây giờ mắt thấy sắc không khởi niệm mà mình nhìn hoài mình thấy mình đâu có khởi niệm phân biệt phải trái hơn thua, đúng sai hay dở gì đâu. Nghe âm thanh mình cũng không có vui, cũng không có buồn, mình gán mình giữ cái tâm mình bình lặng khi mình nghe âm thanh. Thì vậy có phải là mình đang công phu không? Đang công phu với gì nữa. Chúng ta đang tu vậy là tinh tấn lắm rồi. Từng giờ, từng phút, từng giây, nếu mà lục căn tiếp xúc lục trần mà không khởi niệm, tức là chúng ta công phu giỏi lắm chứ không phải bình thường. Và có những người đạt đến cái chỗ là, tức là mình thấy, mình biết mình đang thấy, bằng cái biết rỗng lặng gì đó, hiện tiền gì đó. Mình nghe thì mình biết mình đang nghe âm thanh bằng cái rỗng lặng hiện tiền đó, phải không? Như vậy là chúng ta đạt đến đỉnh công phu là vượt thoát căn trần chưa? Hỏi thiệt, tới chỗ này vượt thoát chưa? Ai là người đã từng tu theo cái kiểu này và tới chỗ này có phải là chỗ thoát hay chưa? Thoát chưa? Chúng ta phải nghiêm túc thấy lại chỗ này, chứ không chúng ta sẽ lại bị lầm. Và đừng có giỡn với cái chuyện này. Chỗ này chúng ta không có đủ cái trí để chúng ta nhìn, chúng ta nghĩ là mình đã sáng đạo. Chúng ta nghĩ là chúng ta đã thành công trong công phu rồi, chúng đã tu tốt rồi, nhưng thật sự chưa ra khỏi căn trần, đúng không? Chúng ta chưa ra khỏi căn trần, đây là chỗ mà chúng ta phải thấy. Dù là chúng ta thấy mà chúng ta thanh tịnh, dù chúng ta nghe chúng ta thanh tịnh. Bây giờ thấy không khởi niệm, nghe không khởi niệm là thành công rồi. Đi đứng nằm ngồi, lục căn tôi tiếp xúc với lục trần, tôi không khởi niệm phân biệt, nhưng mà kêu tôi không thành công sao được. Nhưng mà chưa. Vì sao? Tôi nhớ có một cái chuyện, chuyện này hình như cũng kể đâu một lần rồi đó. Chuyện này là chuyện thật trong đời tu của chúng tôi. Tức là sau năm 92, trong năm 92 thì tôi rời khỏi thiền viện Thường Chiếu để đi du phương, đi một năm. Tới năm 93 tôi quay về, và lúc đó Hòa Thượng Ân Sư cho chúng tôi được nhập thất. Vừa vô khu thiền thất thì là được quý thầy báo cho biết là có một ông thầy này ngộ đạo Hòa Thượng công nhận rồi. Và trong đó cứ kêu ổng là thiền sư không à. Tôi mà có cái tật nghe ai ngộ đạo là phải tới hỏi một câu. Có cái bệnh đó không có trị được từ đưa giờ. Thành ra khi mà vô thất nghe ông thầy ngộ đạo, ông thầy là số 1 trong khu thiền thất, là tu tinh tấn được Hòa Thượng công nhận rồi. Tôi nói được rồi, để cho tôi gặp thầy một chút. Cái thất tôi với thất thầy cũng hên là sát bên nhau. Hai thất gần nhau, cách nhau chừng khoảng 5 mét thôi. Mà vừa vô thất là gặp thầy này liền. Tại vì tự tại rồi, ngộ đạo thiền sư đó thì phải tu nữa, cho nên ai vô là phải gặp hỏi han. Tôi nói mời thầy ngồi. Mình cũng lịch sự mời thầy ngồi ghế. Tôi nghe nói thầy ngộ đạo, tôi cũng mừng lắm. Trong tông môn mà có người ngộ đạo như vậy là có khả năng để kế thừa cái sự nghiệp của Hòa Thượng. Đây là một cái điều rất là đáng mừng, mà mình từ lâu mình mong đợi điều này lắm. Cho nên xin thầy cho hỏi một câu một thôi. Một câu duy nhất, không qua câu thứ hai. Nếu thầy ngộ đạo thì chúc mừng thầy, nhưng mà thầy phải qua được cái cửa của tôi cái đã nhau. Thì lúc đó là ở dựa bên cái hông thất của một vị thầy nữa. Vị thầy này cũng lớn ở trong thiền viện, thuộc cái hàng mà sư huynh của tôi. Bây giờ thầy đang phó trụ trì thiền viện Chân Không ở trên đó. Thầy bắt đầu thầy rình, thầy nghe cái câu đối thoại của tôi với thầy này. Thầy này hiện tại đang trụ trì chùa ngoài Bắc, ngoài Hà Nội. Tôi nói ủa, bây giờ thầy đứng cái vị trí sáng đạo, thầy trả lời, chứ đừng đứng vị trí phàm phu nha. Đứng ngay cái chỗ ngộ đạo của thầy á. Thầy nghe tôi hỏi một câu nè. Là một người ngộ đạo thì lục căn phải hữu dụng rồi đúng không? Không nào, đúng rồi. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói một người ngộ đạo thì lục căn phải hữu dụng. Thì xin thầy nói giùm tôi một câu thôi. Con mắt thầy làm sao mà nghe được âm thanh, tai thầy làm sao thấy được hình sắc? Thầy nói giùm tôi câu ấy. Tại lục căn hữu dụng là cái con mắt có thể nhận được âm thanh, cái lỗ tai có thể nhận được hình sắc. Thì bây giờ thầy thử nói một câu vượt thoát căn trần cho tôi nghe chỗ này. Mắt thầy nghe làm sao để nghe được âm thanh, thầy nói đi. Câu một mà không tới câu thứ hai, câu duy nhất để thấy rằng lục căn chưa thực sự hữu dụng. Nếu người ta lục căn hữu dụng, người ta sẽ có một câu trả lời. Chỗ này thì chưa chỗ này chứ không trả lời được, tức là chưa qua khỏi căn trần. Thì dù cho căn có thấy trần mà không khởi niệm thì vẫn là gì? Vẫn còn trong căn trần, thấy biết nhau, nhận định nhau ở căn và trần chỗ này. Có nghĩa là còn mình đang biết hình sắc, dù là cái biết thanh tịnh, đúng không? Tai mình vẫn còn nghe âm thanh, dù là cái nghe thanh tịnh không khởi niệm đó, nhưng mà vẫn chưa ra khỏi căn trần. Có nghĩa là chưa một lần ngũ uẩn giai không thì chưa phải là người giải thoát toàn triệt. Đây là vấn đề sâu ở trong công phu, để chúng ta thấy rằng bình thường mắt thấy khởi niệm là cái chuyện dướng mắt không nói rồi, nhưng mà tới bây giờ mắt thấy sắc không khởi niệm, tai nghe tiếng không khởi niệm mà chưa giải thoát được là lý do ở chỗ nào. Và chúng ta thấy rằng mỗi lần chúng ta thấy không khởi niệm, nghe không khởi niệm thì buông ra mình cũng vẫn còn nguyên ở đó chứ mình đâu có giải quyết được chuyện gì đâu. Thì bây giờ gán mà dằn ép giữ đình công phu tinh tấn tỉnh táo dữ lắm thì người ta nói một câu hai câu mình nghe mình thấy nó bình thường, người ta cũng xúc phạm mình câu hai câu mình thấy nó cũng bình thường, không nói nặng nặng một chút thấy nó bình thường, nhưng mà nói vài ba câu thì nghe được, mà câu thứ tư câu thứ năm trở lên là nghe nó nhột nhột, câu thứ sáu thứ bảy là xin Phật cho con nghỉ tu mấy phút, nhưng nó làm quá con chịu hết nổi rồi tức là lúc đầu nhẹ nhẹ nó chưa có đụng sâu tới cái bản ngã mình mới cảm giác là chuyện nói chuyện như gió thổi mây trôi không cái gì hết đó. Nhưng mà nói hồi coi biết à nói chừng 5 phút 10 phút, nói chừng 5-7 câu nặng rồi mình biết là bản ngã mình nằm đâu liền. Tức là ẩn tàng có mình, cho nên mình vẫn còn xài căn và trần với nhau. Thật ra khi mà chúng ta còn thấy nhau mà còn đối đại thì chúng ta biết đó là cái thấy bệnh từ vô thủy như Đức Phật nói ở đây. Tức là mắt ngươi đã thấy núi sông cây rừng trời đất trăng sao này, tức là thấy bệnh từ vô thủy, chứ không phải cái thấy của giác ngộ. Thì vậy là thấy làm sao mà không còn căn và trần nữa, thì lúc đó mới nói chuyện tháo gút được. Đó là vấn đề mà Đức Phật muốn nói. A Nan thưa bạch Thế Tôn, bệnh mê lầm đó giống như các rút kia, làm sao cởi bỏ được? Lúc này A Nan thấy lúng túng rồi nè. Thực sự là A Nan không phải lúng túng, nhưng mà A Nan đóng cái vai của mình lúng túng để hỏi Đức Phật, phải không? Để cho tất cả chúng ta tìm cách mà tháo rút. Đức Như Lai đưa tay cầm cái khăn có gút, kéo mối bên trái rồi hỏi ông A Nan, thế này mở được chăng? Ông A Nan thưa bạch Thế Tôn, không vậy. Phật liền lấy tay kéo riêng cái mối bên phải rồi lại hỏi ông A Nan, thế này có mở được không? Ông A Nan thưa bạch Thế Tôn, không thể mở được. Chúng ta ví dụ ở đây không có cái khăn, tức là chúng ta cột rút rồi, cột rút rồi mà nắm đầu này kéo hoặc nắm đầu bên kia kéo thì nó lại siết vô cho nó không có, không phải là mở. Mở là phải mở chỗ nào? Thành ra là ví dụ mà Đức Phật đưa tay lên kéo một cái đầu bên trái hoặc là Đức Phật kéo đầu bên phải là kéo để nó siết cái rút lại, đúng không? Và nếu nắm hai đầu kéo nữa thì nó sẽ siết cái rút lại, thì vấn đề là tháo chỗ nào? Phật hỏi ông A Nan, nay tôi lấy tay kéo mối bên phải, bên trái hai bên mà rút cuộc không mở được, vậy ông dùng phương tiện gì mở được chăng? Tức là nắm kéo bên trái thì nó cũng không mở được, mà kéo bên phải nó không mở được, cái rút nó lại siết hơn. Đức Phật mới đặt vấn đề A Nan là kéo bên trái ông cũng nói mở không được, kéo bên phải ông cũng nói mở không được, có nghĩa là ông có cái cách gì, ông có phương tiện gì? Đức Phật dạy trừ cái lòng rút rộng hết về chân. Ông A Nan bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, phải mở ngay cái trung tâm cái rút thì tan rã ngay. Phật bảo ông A Nan, đúng vậy, đúng vậy. Nếu muốn mở rút phải ngay nơi trung tâm cái rút mà mở. A Nan, tôi nói Phật pháp từ nhân duyên sinh, chẳng phải chấp tướng hòa hợp, thô tháo theo thế gian. Như Lai phát minh cái thế gian, xuất thế gian, biết rõ nhân gốc của nó theo duyên mà phát ra. Cho đến một giọt mưa ở ngoài hằng hà xa thế giới cũng biết số mục hiện tiền của các thứ. Cây tùng thì ngây, cây gai thì cong, chim hạt thì trắng, chim quạ thì đen, đều rõ được nguyên nhân của nó. Thế nên A Nan tùy trong tâm ông lựa chọn nơi sáu căn. Nếu trừ được cái gút nơi căn ấy rồi thì trần tướng tự diệt, các vọng đều tiêu hết, chẳng phải chân là gì. Thực sự đoạn này nếu mà chúng ta dùng cái từ gọi là theo trên cái căn bản bình thường á, thì sau khi gọi là đốn ngộ rồi tiệm tu, ở trong các cái lối dạy của các nhà thiền thì họ căn cứ theo cái kiểu này gọi là đốn ngộ tiệm tu. Nhưng mà theo cái nhìn của chúng tôi về thiền tâm, nếu mà còn sử dụng cái từ đốn ngộ tiệm tu thì người đó đã sử dụng sai lầm từ ngữ của thiền. Chúng ta phải nói một câu mít lòng như vậy để thấy rằng đã đốn ngộ rồi thì không nói tới cái việc tiệm tu, đã đang tiệm tu thì biết rằng người đó không đốn ngộ. Chúng ta phải khẳng định ra điều đó. Tại vì khi một người đã ngộ đạo là một phen ngũ quẩn dai không, là căng trần không còn vướng mắc, không nói tới cái chuyện tháo mở nữa. Nhưng ở đây A Nan tại sao lỡ gần cuối bản kinh mà A Nan lại đặt vấn đề này? Là gì? A Nan thương xót chúng ta ở đời sau, chúng ta không đủ chức để ngộ được cái Như Lai Tàng Tâm, chúng ta không đủ sức để nhận ra cái bảo giác Kim Cang Vương kia, cho nên là buộc A Nan phải tìm cái cách cho mình có cái gì đó mình nắm bắt, có cái cách gì đó để mình công phu. Vì vậy ở cái đoạn này là cái đoạn mà tháo gỡ những vướng mắc lục căn, có nghĩa là con đường của tiệm tu. Nhưng chúng ta đừng có hiểu lầm là sau khi Đức Phật dạy phần đốn ngộ rồi, Đức Phật tiếp tục dạy người ta công phu tiệm tu này là chúng ta đã sai. Không có cái nghĩa này. Nếu mà thực sự đã ngộ rồi thì không cần phải nói tới cái chuyện tháo gốc nha. Đây là vấn đề mà chúng ta phải hiểu về cái lý luận này. Chứ nhiều khi chúng ta đọc Kinh Lăng Nghiêm từ đoạn đầu, Đức Phật đã thu thất đại là đất nước gió lửa rồi không rồi thức rồi kiến đại, đều là Như Lai Tàng Tâm trùm khắp pháp giới mười phương rồi, mà lại giờ đây mà còn lại là tháo gốc nữa, thì như vậy là bản kinh này nói cái gì? Đoạn đầu đốn ngộ, đoạn sau tiệm tu, đúng không? Học trên căn bản chúng ta thấy ra điều này. Nếu người nào chưa thực sự đốn ngộ thì sẽ thấy rằng cái thứ lớp mà kinh điển Đại Thừa Đức Phật dạy là đốn ngộ rồi tiệm tu. Và sau này cũng có một số tông phái dạy người kiểu này. Có những cái tông phái thiền dạy người ta ngộ đạo rồi là phải tiệm tu. Khi mê cũng như đưa ma mẹ rồi, ngộ rồi cũng như đưa ma mẹ. Câu nói này không xứng đáng là thiền sư, nhưng mà được đưa vào làm thiền sư trong sử của thiền sư là chúng tôi không chấp nhận. Mê, khi mê thì giống như đưa ma mẹ, điều đó đúng. Tại chuyện sinh tử luân hồi mà chưa quá giải xong thì cái người đó không ở không được. Mà quý vị thấy một cái người mà đưa ma mẹ làm sao? Ví dụ như một đám tang đưa mẹ từ ở nhà mà đi ra chở cái quyệt thì người đó làm sao? Đau khổ cùng tận, phải không? Lăn lóc cái đất khổ sở rồi nọ kia. Tức là cái sự thiết tha để phá vỡ sinh tử, nó dồn người đó tới mức cùng, không còn cái chuyện thứ hai. Đố cái người mà thương cha thương mẹ mình mà đưa từ nhà tới mộ mà có một cái chuyện thứ hai để nghĩ, đúng không? Chỉ nghĩ tới cái tình cảm mình thương cha thương mẹ, bây giờ là cái phút chia tay cuối cùng mình không còn bao giờ mình gặp mặt được nữa, thì sự đau khổ đó nó làm cho con người đó không bao giờ có một ý niệm khác ngoài cái chuyện mà chỉ đưa mẹ mình tới nấm mồ rồi lại những cái lại cuối cùng để chia tay rồi khóc cho nó đã nước mắt vậy thôi, chứ không có chuyện thứ hai để người đó làm. Thì cái người chưa ngộ cũng phải thiết tha với Phật đạo giống như cái người đưa ma mẹ như vậy thì chuyện này đúng. Tức là sau khi chưa, tức là trong lúc mà mình chưa sáng đạo thì cái việc đó phải thiết tha đến mức độ cùng tận như vậy. Cả đời mình không được quyền buông lơi dù hoàn cảnh nào xảy ra. Giống như mình đưa ma mẹ vậy, phải tinh tấn ngày đêm, không có phút giây nào tạm dừng. Ngày nào mà chưa sáng đạo thì ngày đó coi như là chúng ta đã chết hết cuộc đời này rồi. Thì tâm trạng đó có thể đúng. Nhưng mà khi ngộ rồi không có nói chuyện như đưa ma mẹ nữa. Hồi xưa chúng tôi rất là thích câu này. Tại vì sao? Ngộ rồi thì phải tinh tấn, phải sống đúng với đạo để cho mình hóa giải hết cái nghiệp tập phiền não của mình, hết cái sân si phiền muộn của mình, vân vân vân. Hồi xưa mình hiểu như vậy. Thì câu nói này mình nghĩ là nó là một cái châm ngôn cho cái việc tu tập của mình. Tức là dù ngộ đạo hay chưa ngộ đạo thì cũng phải tinh tấn tu hành cả ngày lẫn đêm không lười mỏi. Nhưng mà không phải. Khi thấy ra sự thật rồi thì không phải như vậy. Và cái bản kinh Lăng Nghiêm này là cái đoạn này cũng như là cái đoạn tiệm tu. Thì rất là nhiều người nói là đó, thấy không? Sau khi mà Đức Phật đã giảng cái phần đốn ngộ rồi, Đức Phật dạy cái phần tiệm tu, cho nên người mà tu thiền rồi là đốn ngộ phải tiệm tu. Nếu ai còn nói câu này thì biết rằng người đó không thể ngộ được thiền tông một cách triệt để. Chúng tôi mới nói vậy, tức là người chưa triệt ngộ thì mới nói chuyện giải quyết căn trần. Người chưa triệt ngộ mới có căn thật, trần thật để giải quyết. Chứ bây giờ nếu một người ngộ đạo mà còn thấy có căn có trần thì người đó đâu phải là người ngộ. Người ngộ mà còn thấy có ta, có người, có ngã, có pháp thì người đó không phải là người ngộ đạo. Tại vì cái phút ngũ quẩn ra không là không còn tra người, không còn ngã thì căn ở đâu và trần ở đâu. Cho nên ở chỗ này Đức Phật ví dụ rút bên đây rút bên kia có nghĩa là gì? Có nghĩa là bây giờ nơi mắt mình thấy sắc nè, bây giờ làm sao cho mắt mình đừng có thấy trần. Thì vậy có thoát sinh tử chưa? Chưa, cho nên chúng ta thấy có một số hình đó là vẽ 6 cái hình tu, là 6 con khỉ bệnh mắt, con khỉ bịt lỗ tai rồi đó, đúng không? Tức là chúng ta kéo bên phải, kéo bên phải thì nó lại rút. Thì bây giờ nếu mà mình bịt mắt á, là để cho mình đừng có dính trần. Thì Đức Phật nói ví dụ giống như nắm cái khăn mà kéo bên phải thì đó, không? Bây giờ đừng có trần cảnh nào để mình thấy, giống như mình chung cái chỗ nào để mình không có thấy được hết, dùng vô đóng cửa trong thất để mình không có thấy duyên trần, không có thấy trần cảnh để mình được giải thoát. Có được giải thoát không? Cũng không được luôn. Có nghĩa là nơi căn mà mình muốn bích cái căn để cho đừng thấy trần cũng không phải là cái lối giải thoát. Nơi trần mà muốn đừng có cái trần nào để cho căn mình đừng có dính vào thì đó cũng không phải là lối giải thoát, mà đó là lối trói buộc mới. Đó là ý của Đức Phật, kéo cái khăn bên phải và kéo cái khăn bên trái để cho chúng ta thấy ra được cái ý này. Thấy chưa? Tức là bây giờ người tu bây giờ trốn cảnh để tu, nhà nó không thấy duyên cảnh gì hết, gọi là kéo bên trái. Nhưng mà thật sự mình trốn cảnh thời gian rồi ra rồi mình cũng thấy cảnh lại chứ đâu sao không thấy được. Cho nên vẫn bị vướng mắt. Rồi bây giờ cứ nhắm mắt thấy như đuôi, nghe như điếc như vậy đó. Có nhiều người dạy tu kiểu đó gọi là thoát trần cảnh, thoát không? Cũng không được luôn. Tức là kéo bên phải cũng bị rút, mà kéo bên trái cũng bị rút. Thì vậy là không kéo bên trái mà cũng không kéo bên trái, mà tháo ngay cái gút của nó, ngay cái trung điểm vướng mắt của nó là cái gì? Là cái lầm của căn trần. Bây giờ nếu mà chúng ta thật biết thì cái biết không phải là con mắt nữa. Cái biết này, hiện tiền này không phải là lỗ tai. Tại vì cái biết nó đang biết con mắt thấy sắc mà, đúng không? Thì con mắt và hình sắc là cái đang bị biết. Do đó chúng ta phải thấy được cái chúng ta có cái biết mà không phải là con mắt. Chịu nói chỗ này không? Chúng ta không công phu được chỗ này thì uổng cả một cái đời của mình. Đây là có chỗ rút thực sự rồi chứ không phải nói chuyện chơi. Phải phá được chỗ này, gọi là phá rút. Chứ từ xưa giờ mấy cái chỗ này mấy thầy giảng lướt qua uổng lắm. Và mình học Kinh Lăng Nghiêm tới chỗ này mình lướt qua thì phí cả đời của mình luôn, không có giải quyết được chuyện gì đâu. Chỗ này không giải quyết được thì mình đứng lên mình còn nguyên như cũ, và sinh tử vẫn tiếp nối mù mịt với chính mình. Không được. Trở lại cái chỗ thân tâm lại, chúng ta đủ chức để thấy rằng này, ngay tại đây, tâm này ngay tại đây không phải là mình chưa? Thấy nổi không? Ai thấy nổi tới đây đưa tay lên tôi coi thử. Chúng ta phải trở lại vị trí này để chúng ta giải quyết công chuyện của chính mình chứ. Đây là cái chỗ phá rút nè. Mà không phá được cái này thì uổng lắm, uổng cái đời của mình. Bây giờ chúng ta gom hết mọi cái này và bắt đầu thả lỏng thân tâm một cách toàn triệt. Để mình soi lại mình nhìn á. Bây giờ mình quay lại để mình nhìn mình nè, coi mình ở chỗ nào, mình đang trú ở đâu, chỗ nào là chỗ mình đang trú. Chỗ nào là chỗ mình trú? Mình đang trú ở tâm hay đang trú ở thân? Mình đang trú chỗ nào? Có chỗ để mình trú không? Hả? Có chỗ nào không? Có thân nào để trú, có tâm nào để trú không? Có không? Có không? Trú chỗ nào chỉ coi. Tâm là chỗ nào? Nhìn kỹ lại tất cả mọi cái, nhìn sâu vô trong tâm, không có chỗ để chúng ta dừng lại, đúng không? Chỉ vì cái này phân biệt Khởi ý là biết cái này, chúng ta khởi ý là biết cái kia, chúng ta khởi ý chúng ta nhớ cái nọ. Tất cả những cái khởi đó đó là cái pháp trần đang được mình thấy một cách rõ ràng. Nó là pháp trần đang bị mình thấy, thì đó không phải là mình. Mình hiểu cái này, hiểu cái kia, hiểu nọ, nó là pháp trần đang bị mình thấy, nó không phải là mình. Chúng ta bắt đầu phá cái này dùm cái đi. Thì vậy là cái chỗ hiểu biết không phải là mình, cái chỗ nhận định không phải là mình. Chúng ta phải phá tới cái chỗ này cái đã. Thì vậy là tất cả những cái hiểu biết phân biệt là một phen trắng tay. Chúng ta dám trở lại một cái trạng thái là chúng ta hoàn toàn trắng tay, không còn có cái hiểu biết nhận định gì không? Trở lại tới chỗ này chưa? Tới chỗ này cả đi. Thế này mới nói chuyện tiếp được, nó mới hay. Chúng ta gắng trở lại với trạng thái là hoàn toàn chúng ta mất đi kiến thức. Chúng ta phải tới chỗ này mới được, chứ không được hiểu. Đây là vấn đề mà chúng ta phải tới. Người tu không tới chỗ này đừng có nói là chúng ta công phu gì, mất công lắm. Phải trở lại chỗ này giùm cái đi. Chỗ này tôi cần quý vị trở lại. Đó, vấn đề mấu chốt bắt đầu lộ ra nè. Bây giờ chúng ta trở lại cái chỗ không hoàn toàn kiến thức, không hoàn toàn nhận định, không hoàn toàn những cái hiểu biết của chính mình. Lúc này chúng ta thành con người hoàn toàn không hiểu biết. Tại đây nổi không? Chúng ta hoàn toàn không hiểu biết, mất tiêu tất cả những cái hiểu biết, cái nhận định, cái khẳng định, cái phủ định hiện tiền ngay tại đây, mất hết đi. Và lúc đó cái nhận biết về không khẳng định, về không phủ định, cái xoay nhìn để cho chỗ này là mình, chỗ kia không phải là mình, thôi nó luôn cái đi. Bung ra cái quay tìm đó, mất đi cái tìm đó. Để nghĩ bây giờ mình còn cái gì? Còn cái gì? Còn căng trần là không phải, căng trần là khúc trước rồi xa lắm. Chỗ này không có căng, không có trần. Chỗ này mới thực sự là cái chỗ hiện tiền, không ngã, không pháp. Khi mà chúng ta nhìn, chúng ta thấy không còn thân, không còn tâm. Thân tâm không còn thì cảnh giới nó sẽ không còn, nhưng mà vẫn còn hiện tiền cái rõ biết không thân không tâm. Đó là cái cảnh giới của Phật đạo muốn nói. Đó mới phá được cái gốc của sáu căn, còn không là chúng ta không phá được. Nếu chúng ta là người thực sự có tu thì chỗ này chúng ta phải coi trọng. Còn nếu chúng ta không có nghĩ tới cái chuyện công phu tu tập, không có nghĩ tới chuyện thoát ly sinh tử luân hồi thì chỗ này không quan tâm. Người nào không quan tâm chỗ này thì không có cái cách nào để phá cái rút được hết, ổn lắm. Thế chứ nè, cho nên chúng ta phải nói là ngay khi học tức là chúng ta hành. Chúng ta là những người đồng hành ngay tại đây, chứ không phải là chúng ta người đồng học nữa, thì mới có thể phá được chỗ này. Trở lại một chút đây, nghiêm túc với chính mình một phút, nghi tại đây và bây giờ đi. Đó, với rồi bắt đầu mình trở lại cái phút nghi tại đây và bây giờ. Mình sẽ ngồi một cách rất là tỉnh táo để thấy sự thật đang hiện hữu ngay tại đây và bây giờ. Những cái điều này sách vở nói nhiều lắm, nhưng mà mấy ông không có qua được cái cửa này. Vì mình còn ngay tại đây và bây giờ, với cái nhận biết của chính mình ngay tại đây và bây giờ, thì đó cũng là một cái sự nhận biết của ngã chấp. Còn mình để biết mọi duyên cảnh. Thành ra cái người mà đang biết mọi duyên cảnh, chúng ta phá vỡ nó đi, chúng ta cho nó trôi đi, để cái biết này không phải là mình. Từ xưa giờ cái biết quen thuộc, chúng ta thấy là chúng ta biết liền, nó nhanh lắm. Chúng ta nghe là biết liền, nó nhanh lắm. Nhưng mà nó chỉ là cái biết của ý thức. Biết thực sự không phải là biết, nó mới thật là biết. Đó, nói chuyện theo kiểu Kim Cang đó. Thấy mà không phải là thấy, đó mới thật là thấy. Thấy tại sao là không phải thấy? Đó là vấn đề. Khi chúng ta nghe mà không phải nghe thì tại sao? Nếu chúng ta có mình là chúng ta chắc chắn là có cái nghe. Có một con người nghe âm thanh là nghe là nghe, không phải. Nghe mà thật sự không phải là nghe. Thật sự không phải là nghe, chứ không phải là đuôi điếc, mà là nhận rõ tất cả âm thanh hình sắc một lượt ngay cái khoảnh khắc này. Không có quá khứ, hiện tại, vị lai, vượt thoát khỏi thời gian và không gian ngay khoảnh khắc hiện tiền này. Ngay cái sự hiện hữu âm thanh có một sự nhận biết rõ ràng, không phải là mắt, là tai để nhận biết nữa. Bây giờ buông lục căng ra để nhận biết đi. Ngay cái phút chốc mà chúng ta không còn lục căng nữa thì quý vị sẽ thấy rằng quý vị nhận âm thanh và hình sắc một lượt, mà không phải là lỗ tai và con mắt. Đó là cảnh giới của Phật đạo. Còn nếu không là chúng ta bị bịt lấp. Phá nổi rút này không? Cơ hội gàn vàng để chúng ta vượt qua. Trở lại một cách mới nữa. Chúng ta có rất là nhiều cách để chúng ta phá. Thì bây giờ phải phá cho ra mới được cái chỗ này. Chứ không lẽ bây giờ học tới cái vụ mà mở rút 6 căn rồi giờ cái mình học qua cái thôi à. Để làm gì? Thêm kiến thức dư thừa, chẳng lợi ích gì cho bản thân mình. Chỗ này nếu mình không phá ra thì mình làm cái gì trong đạo Phật? Giải quyết được cái sinh tử nào đây? Thực sự căng trần dính nhau không? Những người đã từng tu này, bây giờ chúng tôi hỏi một câu thiệt thà với nhau là căng trần từ xưa giờ dính nhau hay không? Dính không? Dính làm sao? Nói thử nghe coi. Mà chấp dính nổi không? Bây giờ nè, tôi nói tiếng Phật rồi quý vị giữ dùm tiếng đó dùm tôi đi. Giữ được không? Giữ được không? Giữ tiếng Phật đứng lại dùm được không? Nếu mà quý vị giữ không được, dính không? Chúng ta phải thực tế, đừng có ảo vọng. Học Phật chúng ta phải hết sức thật, để chúng ta thấy cái chữ thật đang hiện hữu, là âm thanh hiện ra. Quý vị có thể giữ được không? Bây giờ ví dụ nè, quý vị nhìn ở đây, quý vị thấy nguyên dĩa trái cây nè. Rồi quay qua đây, quý vị thấy bình bông đúng không? Quay qua đây, quý vị thấy bình bông kế tiếp nữa đúng không? Nếu mà bây giờ nhìn cái đầu tiên nó đã dính cái dĩa trái cây rồi, quay qua đây thấy nổi bình bông không? Thấy không? Nếu cái thấy đầu tiên mà nó đã dính với mình rồi thì mình quay qua bên kia mình vẫn thấy cái đầu tiên, chứ làm sao mình thấy cái khác được, đúng không? Nhưng mà mình quay qua bên kia mình vẫn thấy cái khác, và quay bên kia vẫn thấy cái khác. Thì tức là mỗi cái mình nhìn của mình là mỗi cái thấy mới, chứ không bao giờ thấy cũ lại, không bao giờ thấy lặp lại được. Có nghĩa là căn tiếp xúc với trần này không dính nhau. Lỗ tai đang nghe từng tiếng một. Tiếng thứ nhất quý vị nghe, tiếng thứ hai quý vị nghe tiếng mới à. Tiếng thứ ba cũng đang nghe mới mà. Thì vậy là mỗi tiếng nghe điều mới, chứ quý vị có nghe lại cái tiếng thứ nhất được không? Thì vậy căn trần dính nhau không? Chúng ta phải thấy rõ điều này trước cái đã. Căn trần không dính nhau, chịu mình giải thoát không? Giải thoát từ lâu rồi, tại mình không hay thôi. Chúng ta phải phá được cái rút này để thấy rõ ràng là căn trần thực sự không dính nhau. Nhưng mà mình vẫn cảm giác mình bị dính ở đâu đó. Hiểu chưa? Đó là gì? Đó là do chúng ta thấy không đúng sự thật. Bây giờ khi chúng ta đang hiện hữu ở đây để chúng ta nhận biết âm thanh, chúng ta đang sống đúng với sự thật nha. Bây giờ chúng ta đang sống đúng, rất đúng với sự thật đang hiện hữu. Thì mỗi âm thanh chúng ta đều nhận rõ nó. Âm thanh thứ nhất nhận rõ âm thanh thứ nhất, âm thanh thứ hai nhận rõ âm thanh thứ hai, âm thanh thứ ba nhận rõ âm thanh thứ ba. Thì từng âm thanh một chúng ta đang nhận rõ ràng, đang biết một cách rất rõ ràng, không lầm nó. Thì lúc này là chúng ta đang gì? Đang ở ngay tại đây và bây giờ, đúng không? Và không ai ở được quá khứ, cũng không ai ở được tương lai đâu. Lúc nào chúng ta cũng đang ở ngay tại đây và bây giờ. Mà tại sao mình không nhận ra được cái sự thật này thì rất là uổng. Thì bây giờ chúng ta trở lại cái chuyện căn trần không dính nhau. Thì bây giờ là căn có nghe bao nhiêu trần thì chỉ nghe như vậy thôi. Nhưng ở nơi đây vẫn còn một cái chỗ là gì? Là mình vẫn còn căn và trần. Vấn đề là chúng ta phải phá. Mặc dù căn trần không dính nhau, nhưng chúng ta vẫn còn dùng căn để chúng ta nhận biết trần. Hiểu không? Đó là chuyện mà chúng ta cần phải. Thì bây giờ chúng ta bước tới một bước, tất cả chúng ta đều có thể chấp nhận với nhau một điều là căn trần đã không dính nhau rồi, thì không có cần phải tháo, không cần phải mở nữa đi. Thì chúng ta bỏ qua cái đoạn đó đi. Chúng ta bỏ qua cái đoạn đó. Thì bây giờ chúng ta đến cái đoạn kế tiếp, tới cái màn kế tiếp là cái màn gì? Là giờ căn mình vẫn còn nhận biết rằng, tức có nghĩa là còn mình, còn ngã và còn pháp. Thì bước này là cái bước mà chúng ta phá vỡ cả ngã và pháp ngay tại đây và bây giờ, đúng không? Bây giờ căn là cái gì? Căn có phải là mình không? Đó, bắt đầu phá nha. Bắt đầu phá là căn có phải là mình không? Phải nhìn rõ bằng cái nhìn của mình, chứ không phải chấp nhận hiểu biết gật đầu nha. Chúng ta phải thực sự thấy bằng cái thấy của mình. Bây giờ mình nhìn lại coi cái căn này có phải là mình không cái đã. Phải thực sự là mình không? Phải không? Sao căn sao không phải là mình, nói nghe thử coi. Hả? Bây giờ mắt đang thấy sắc nè, mình thấy sắc hay là ai thấy sắc? Tai đang nghe âm thanh là mình nghe hay ai nghe? Ai nghe? Hả? Tâm là ai? Tâm là ai mới được? Tâm là ai? Tâm của ai? Tâm ở đâu? Tâm là ai? Tâm là cái gì? Chúng ta phải tương tận chỗ này dùm đi, chứ thôi mình lầm mà lầm công phu không ra. Bây giờ nhìn nè, lỗ tai mình nói chuyện lỗ tai đi. Lỗ tai đang nghe âm thanh rõ ràng, đúng không? Từng âm thanh một chúng ta nghe rõ ràng. Thì bây giờ mình thử đừng có thèm chú ý gì hết nha, hoàn toàn không chú ý để nghe tôi nói. Chứ quý vị thả lỏng ra, để đừng có thèm có một cái chút tập trung chú ý để ý gì cái diện tôi nói rằng đúng sai hay dở, hiểu hay không hiểu, dẹp qua hết đi. Đừng có một cái khái niệm gì để muốn nghe tôi nói hết ra, dẹp luôn tất cả những cái đó ra đi. Một chú ý tập trung gì đó là dẹp hết để mình hoàn toàn không có một cái sự để ý để nghe âm thanh. Và không cần để ý gì tới cái lỗ tai hết á, hả chưa? Đừng có thèm để ý gì hết á. Nhưng mà khi có âm thanh thì quý vị làm sao? Có nhận biết không? Biết từ đâu? Biết từ lỗ tai. Biết từ lỗ tai. Thì biết từ lỗ tai tức là mình dùng cái căn để mình nghe trần tiếp tục rồi. Thì nó không có ra. Đó là vấn đề mình đang bị rút. Rồi bây giờ phải phá cái rút ngay cái biết lỗ tai nè. Vấn đề là nãy giờ mình muốn làm vậy thôi. Tức là làm sao mình phá được một căn là sẽ phá được 6 căn. Tháo được một rút tức là tháo được 6 rút. Bây giờ chúng ta bình tĩnh lại, hết sức bình tĩnh lại. Để lỗ tai chúng ta đang nghe âm thanh nè, lắng tâm kỹ là đi. Tai chúng ta nghe âm thanh mà chúng ta lắng tới cái mức độ mà chúng ta nghe chỉ là nghe thôi. Nghe chỉ là nghe thôi. Đừng có chấp nhận, đừng có phủ nhận gì ở đây. Đừng có nhận định đúng, đừng nhận định sai, đừng nhận định hay, đừng nhận định dở. Chỉ là rõ biết âm thanh hiện tiền thôi. Trở lại ở chỗ rõ biết hiện tiền đi, hả trời? Chỉ là cái sự rõ biết thôi. Và cái sự rõ biết này chúng ta phải lắng động thực sự đến cái chỗ là rõ biết mà không phải là lỗ tai nữa. Không phải là lỗ tai rõ biết nữa. Mà cái biết, biết chỉ là biết thôi chứ không có lỗ tai. Không có mình biết, không có vật bị biết chỗ này. Chúng ta có cái biết không phải là mình, không phải là vật. Cái biết hiện tiền đó đó, không phải là mình đang biết. Không cần cái khẳng định mình đang nghe. Thôi dứt nó đi. Để cái biết là biết thôi chứ không phải là mình biết. Tại vì rõ ràng cái thân đang bị mình biết, mình đang biết, mình nghe. Thì cái đang biết, mình nghe cái đang nghe mà đang bị mình biết đó, cái đó không phải là mình rồi. Thì bây giờ thôi dứt không sử dụng cái mình đó nữa. Được chưa? Chúng ta phải tới chỗ này dùng cái này. Thì cái nghe này nó không phải là lỗ tai. Tại vì sao? Tại vì cái lỗ tai là cái thân, mà cái thân là đang bị mình biết. Cái đang bị mình biết, cái đó không phải là mình. Thì vì là còn có một cái mình mà không phải là lỗ tai. Cái mình nó đang nhận biết cái lỗ tai nghe âm thanh, đúng không? Thì cái lỗ tai nghe âm thanh là một cái tầng đang bị mình biết thấp ở dưới. Phải rõ được cái chuyện này, phải nói là tánh nghe, tánh thấy gì đó là một chỗ này mà không rõ thì không có biết được cái tánh nghe, tánh thấy là cái gì đâu. Như vậy là bây giờ mình còn nguyên cái rõ biết mà không phải là cái lỗ tai đó. Thì lúc đó hình sắc có hiện trước mắt mình không? Có không? Chúng ta đang mở mắt thì tất cả hình sắc đang hiện. Chúng tôi dùng cái từ đang hiện chứ không có dùng cái từ quý vị đang thấy hình sắc nữa nha. Tôi dùng cái từ nó khác một chút để quý vị có cái khái niệm này. Có nghĩa là lúc này mọi cảnh đang hiện hữu, đúng không? Thì bây giờ nè, ra hay không là chỗ này nè. Ra hay không chỗ này nè nha. Tức là cái lúc này, cái nhận biết, cái rõ biết đó, cái đang rõ biết đó, nó vừa rõ biết được âm thanh và vừa rõ biết được hình sắc một lượt hay không? Được không? Được là phá vỡ liền. Được là phá vỡ liền. Có nghĩa là lục căn đã hữu dụng rồi, đúng không? Không cần con mắt mà vẫn rõ được hình sắc, không cần lỗ tai mà rõ được âm thanh. Chỗ này ra liền. Nghe nói không? Ai trong chúng ta ngay cái phút giây này, ngay trong cái khoảnh khắc hiện tiền này, không cần lỗ tai mà nhận được âm thanh, không cần hình sắc mà nhận được hình sắc, không cần mắt mà nhận được hình sắc, là chúng ta đã lục căn hữu dụng khoảnh khắc này liền. Phút chốc đó chúng ta đang biết ở chỗ thở, phút chốc đó chúng ta đang biết ở vị, phút chốc đó chúng ta đang biết ở cái thân. Và cũng ngay cái khoảnh khắc đó chúng ta biết được những cái sắc trần. Một lượt đó chúng ta nhận biết được cái hay biết một lượt này, nơi lục căn. Và cái hay biết này không còn là căn và trần nữa, mà tất cả những âm thanh, những hình sắc, những mùi, những cái vị, sự xúc chạm đều được chúng ta biết rõ một lượt. Đó là cái biết vượt ngoài thân căn. Chịu không? Này không phải để gật đầu. Này để nhận ra sống liền ngay tại đây, chứ không phải chuyện để chúng ta gật đầu. Nhưng mà nếu mình không ra được cái này thì thiệt á, uổng lắm. Uổng cái khoảnh khắc vàng đang hiện hữu ở đây. Chúng ta nói là đối với cuộc đời chúng ta, khi mà chúng ta biết được sự việc này rồi á, thì từng khoảnh khắc một đang hiện tiền, đây là từng khoảnh khắc vàng của chính mình mà mình đã phí uổng, mình đã phí bỏ. Chắc hôm nay mình nói tới đây thôi. Ra được chưa? Ai ra được đưa tay lên coi thử. Tôi nói thiệt á nha, mà nghe phá lục căn này không được là khó ăn cơm, khó uống nước lắm á. Chỗ này mà phá không được thì thiệt á. Đó, muốn tháo rút nên tháo đúng chỗ này. Dồn hết chức bình sinh của mình để phá được chỗ này, chứ không nói chuyện đơn giản. Đây không phải là cái chuyện buông lơi một cách dễ dãi được. Đây là mấu chốt của sinh tử luân hồi, phá một cái là xong chuyện. Mong rằng hội chúng ta phá được chỗ này. Và chỗ này chư Phật cũng muốn chỉ chúng ta. Cái tâm quyết của chư vị tổ sư đều muốn chỉ chúng ta chỗ này. Và quý vị thấy không? Cái chỗ mà cái từ mà ngay tại đây và bây giờ của sách vở, quý vị bây giờ đã thấy cái kẽ hở của nó chưa? Thấy chưa? Thấy cái từ ngay tại đây và bây giờ của mọi người đã từng nói, đã từng viết trong sách vở đó. Họ kẹt nhưng mà họ không biết. Ngay tại đây vẫn còn mình, ngay tại đây vẫn còn căn trần. Ngay tại đây và bây giờ làm sao ra khỏi căn trần, đó mới là vấn đề. Ngay tại đây và bây giờ làm sao lục căn hữu dụng, nó mới là vấn đề. Chứ ngay tại đây vẫn còn mắt thấy sắc hiện tiền rõ biết, tai nghe âm thanh hiện tiền rõ biết, đó là không phải. Đó là chỗ kẹt. Đó là cái mà mình phải biết. Thì vậy là khi nào mà chúng ta giải quyết được cái rút của lục căn là khi đó chúng ta không cần dùng mắt mà chúng ta nhận biết được hình sắc, không cần dùng tay mà nhận biết được âm thanh, và chúng ta nhận được hình sắc, âm thanh, mùi, vị, sự xúc chạm và pháp trần một lượt, tức là chúng ta đã phá vỡ được lục căn, phá vỡ được sáu rút. Tùy bây giờ muốn phá cái rút nào dùm đó thì phá đi. Đó, chúng ta tu ít ra chúng ta phải nhắm tới cái chính để chúng ta làm. Đây là bắt đầu búa đúng chỗ rồi đó. Búa đúng chỗ mà có một cái là cái máy nó chưa hoạt động, chưa bể. Còn cứng quá, còn cứng quá, chưa có mỏng. Nếu mà em mỏng chỗ này nó bể mất rồi. Thật ra bây giờ mình phải làm mỏng mình lại một chút nữa đi. Hy vọng kỳ sau sẽ đập tiếp. Rồi chúng ta nghĩ ha. Rồi, thế bây giờ chắp tay hồi hướng chúng ta nghĩ. Chúng sanh ai vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể trong viên thành nguyện đem